Ở cái phần 4 của bài học này, thầy sẽ chỉ cho cái cách biện luận hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn. Thế thì hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn như ở phần 1 thầy đã nói đó, nó có thể là hệ gồm có hai hay nhiều bất phương trình. Ở đây ta xét cái trường hợp đơn giản nhất là hệ gồm có hai cái bất phương trình. Tôi gọi là hệ 1, nó mã đi. Nó có hai cái bất phương trình là ax cộng b lớn hơn hoặc bằng 0. Tùy từng bài mà nó cũng có thể lớn hơn hoặc lớn hơn hoặc bằng nhé. Thế rồi cx cộng d lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy. Hai cái bất phương trình này ta đánh mã là một nhỏ và hai nhỏ. Bây giờ thế này em ạ. Nghiệm của hệ 1 la mã này là giao của hai cái nghiệm của bất phương trình một nhỏ và bất phương trình hai nhỏ. Đấy. Như vậy thì nếu như một trong hai cái bất phương trình này mà vô nghiệm thì hiển nhiên dẫn đến hệ 1 này cũng vô nghiệm nhé. Trong trường hợp thứ nhất, nếu một hoặc hai vô nghiệm, chỉ cần một trong hai cái này vô nghiệm thôi thì suy ra cái hệ 1 cũng sẽ phải vô nghiệm. Đấy, đấy là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai ấy, là cả hai cái bất phương trình này đều có nghiệm. Và hai đều có nghiệm. Khi mà nó đều có nghiệm thì lại xảy ra những cái tình huống như thế này nữa thầy. Cái kịch bản thứ nhất là cái hệ 1 sẽ tương đương với này. Nghiệm của bất phương trình 1 ấy là x lớn hơn hoặc bằng trừ b trên a, tức là lúc này ta giả định là a dương. Và phương trình thứ hai là x lớn hơn bằng trừ đi d trên a. Tức là nó giống như là x lớn bằng 2 hay x lớn hơn bằng gì? 3 chẳng hạn, đúng không? Đấy, cái trừ b trên a với d trừ d trên a nó kiểu như thế này. Thì lúc đấy nghiệm của bất phương trình là x lớn hơn hoặc bằng gì? Ta chọn cái lớn hơn, như trong trường hợp này x lớn hơn bằng 3. Phải không nhỉ? Còn trong trường hợp này, ta không biết là trừ b trên a hay là trừ d trên a cái nào lớn hơn nhé. Thế thì ta có thể suy ra là gì? X lớn hơn hoặc bằng trừ b trên a, với cái giả định là trừ b trên a lớn hơn hoặc bằng trừ d trên trên a. Còn nếu trừ b trên a và nhỏ hơn bằng trừ d trên a thì lại ngược lại, nghiệm của bất phương trình này phải là x lớn bằng trừ d trên a. Đấy. Cái kịch bản thứ hai là cái hệ 1 có thể tương đương với này. X nhỏ hơn hoặc bằng trừ b trên a, tức là ta giả định lúc này là a âm. Xin lỗi, đây là c nhé, c không thể sửa thành c nhé. Đấy. X cũng nhỏ hơn bằng trừ đi d trên c, d trên c chứ không phải là d trên a nhé. Ở đây thì có viết nhầm một chút. Đấy, nó cũng giống như kiểu là x nhỏ hơn bằng trừ 2, x nhỏ hơn bằng gì 3 chẳng hạn. Đấy, thế thì nghiệm của cái hệ này phải là x nhỏ bằng trừ 2 mới thỏa mãn cả hai, đúng không? Thì từ đây ta sẽ suy ra x nhỏ hơn hoặc bằng một trong hai cái này, cái nào nhỏ hơn thì ta chọn, đúng không nào? Ở đây ta giả định là trừ b trên a nhỏ hơn chẳng hạn. Với giả định là trừ b trên a nhỏ hơn bằng trừ d trên c nhé. Nhưng mà cũng có cái kịch bản này xảy ra, một cái thì lớn hơn hoặc bằng, một cái thì này nhỏ hơn hoặc bằng, tức là thế này. Một nó sẽ tương đương với x lớn hơn hoặc bằng trừ b trên a và x nhỏ hơn bằng trừ d trên c. Đấy. Khi mà một cái lớn hơn hoặc bằng một cái nhỏ hơn hoặc bằng ta phải xử lý thế nào? Em hình dung một con số cho nó dễ hiểu này. Nếu x nhỏ hơn x lớn bằng 2 mà x là nhỏ hơn hoặc bằng 4, hóa ra là ta sẽ tìm được những x chạy từ 2
cho đến 4 thỏa mãn yêu cầu được bài, đúng không? Nhưng nếu x lớn hơn bằng 2 mà x ở cái bất phương trình dưới đây nhỏ hơn hoặc bằng 1 chẳng hạn, thì không có cái x nào vừa lớn bằng 2 lại vừa nhỏ bằng 1 cả, thì lúc này bất phương trình vô nghĩa nhé. Vậy thì từ đây em dẫn đến hai cái nhánh tiếp theo là bất phương trình cũng có thể có nghĩa là x lớn hơn hoặc bằng trừ b trên a nhỏ hơn bằng trừ d trên c, hoặc bất phương trình vô nghĩa tùy thuộc vào mối quan hệ giữa trừ b trên a và trừ d trên c. Đấy là những cái tóm tắt lý thuyết về biện luận hệ bất phương trình bậc nhất hai ảnh, xin lỗi, bậc nhất một ảnh. Thế bây giờ thầy với thầy hướng dẫn kéo giải một số cái ví dụ này. Ví dụ số 1, giải và biện luận cái hệ ở đây thầy đã chuẩn bị sẵn một số ví dụ, trên thầy lấy ngay những cái ví dụ mà thầy đã chuẩn bị nhé. Với giá trị nào của m thì hệ bất phương trình sau có nghiệm. Với m bằng hỏi chấm thì hệ x cộng m nhỏ hơn 0 trừ x cộng 3 nhỏ hơn 0, nên nhỏ hơn hoặc bằng này có nghĩa. M bằng bao nhiêu thì cái hệ này có nghĩa. Thì chúng ta đặt cái hệ này là một La Mã đi. Ta có là hệ 1 này sẽ tương đương với gì? Ở cái bất phương trình thứ nhất em được x nhỏ hơn hoặc bằng gì? Trừ m. Ở bất phương trình thứ hai ấy, em sẽ lại được x lớn hơn hoặc bằng gì? Lớn hơn 3. Nhá, đã rơi vào cái trường hợp như thế này, một cái thì nhỏ hơn, một cái thì lớn hơn. Để cho nó dễ hình dung thì chúng ta vẽ lên trục số này. Đấy. Không đây. Cái bất phương trình dưới cũng không đây. Bất phương trình dưới có nghiệm là x lớn hơn gì? Lớn hơn 3. Thế thì ta đến 1, 2, 3 ở đâu đó đây, x lớn hơn 3. Ta không lấy 3, dùng 1. Tròn. Đấy, x nhỏ hơn 3 ta loại. Thế thì ở đây là x nhỏ hơn bằng trừ m. Em hình dung này, nếu như trừ m mà nó nằm phía dưới 3 này. Đấy. Đúng không? Thì ta vứt nó đi này. Em thấy là chả có cái x nào nó thỏa mãn cả. Thế còn trừ m mà em dịch lên đúng bằng 3 à, thì cũng không được. Vì m nhỏ hơn hoặc bằng trừ 3. Nhưng mà ở đây này m lớn hơn gì? Bậc phải lớn hơn 3. Thế cũng không được. Thế bây giờ em viết để dịch chuyển cái trừ m nó lên cái vị trí lớn hơn so với 3, thì em thấy là khi đó nghiệm của cái bất phương trình 1 này sẽ nằm từ 3 cho đến trừ m nhé. Nên chúng ta nói rằng suy ra để hệ 1 có nghiệm như cái hình vẽ vừa giờ em đọc ra được đấy, là trừ m sẽ phải lớn hơn 3, cái này tương đương với m phải nhỏ hơn 3. Đấy. Vậy thì với m nhỏ hơn 3, hệ 1 sẽ có nghiệm. Ta xét sang cái ví dụ số 2. Tìm các giá trị của m để mỗi hệ bất phương trình sau có nghiệm. Tìm các giá trị của m, tức là ta viết tắt này, tìm m bằng hỏi chấm để các hệ bất phương trình sau có nghiệm. Hệ sau có nghiệm tức là đầu bài nó cũng giống như ở cái ví dụ 1 thôi. Ta xét lần lượt từng cái hệ 1 này. Hệ thứ nhất là 3x trừ 2 lớn hơn trừ 4x cộng với 5. 3x cộng m cộng 2 để nhỏ hơn 0. Thế cái hệ của chúng ta sẽ tương đương với em này.
ta giải ngay nhé. Cái bất phương trình này cụ thể rồi, cho nên là ta có thể giải để tìm ra được x ngay lập tức. Em chuyển vế thì sẽ còn là 7x, chuyển 2 sang sẽ là lớn hơn 7. Còn bất phương trình dưới ta sẽ có là x nhỏ hơn gì? Trừ m, trừ 2 chia cho 3. Chúng ta chuyển trừ m và trừ 2 sang bên m và 2 sang phía bên phải, rồi sau đó chúng ta chia cả hai vế cho dương 3 thì bất lập tức không có gì đổi dấu cả. À, xin lỗi, bất phương trình không có gì đổi dấu cả. Vậy bất phương trình sẽ ở trên sẽ tương đương với x lớn hơn gì? 1, ở dưới sẽ là x nhỏ hơn gì? Trừ m trừ 2 trên 3. Đấy, một cái lớn hơn, một cái nhỏ hơn thì cũng có hai con đường, nó cũng có thể có nghiệm, cũng có thể vô nghiệm nhá. Thì chúng ta vẽ trên trục tọa độ nhìn cho nó dễ này. Đây là 0 này. Đây là 0 này. Cái bất phương trình thứ nhất đã có nghiệm x lớn hơn 1. Ta lấy tượng trưng đi là 1, lớn hơn 1 với phần nhỏ hơn 1 ta gạt đi. Vậy thì để cho bất phương trình này nó có nghiệm thì trừ m trừ 2 trên 3 phải thế nào? Đối với cái bất phương trình thứ hai thì trừ m trừ 2 trên 3 là cái mốc. Đó, ta giả sử cái mốc đó nhỏ hơn 1, tức là trừ m trừ 2 trên 3 ở đây. Thế thì cái phần trên này ta phải xóa đi. Nếu ta xóa đi như vậy thì em nhìn ta thấy là lúc này cái hệ này sẽ phải vô nghiệm. Vì sao? Không có cái x nào thỏa mãn cả hai cả. Còn nếu trừ m trừ 3 mà đúng bằng 1 cũng không được. Tức là từ 1 đổ lên ta xóa đi. Đấy. Trong khi đó thì ở cái bất phương trình thứ nhất lại chỉ lấy x chạy từ 1 thôi. Như vậy cái trừ m trừ 2 trên 3 này phải lớn hơn 1. Đấy. Trừ m trừ 2 trên 3 nó phải nằm ở đâu đó lớn hơn 1. Đấy. Có như vậy ấy, em nhìn vào hình ảnh em sẽ thấy đấy, là vứt cái phần lớn hơn trừ m trừ 2 trên 3 đi và lấy cái phần nhỏ hơn. Thế thì sẽ có cái khoảng từ 1 cho đến trừ m trừ 2 trên 3 là nghiệm của cái hệ đã cho nhé. Như vậy từ cái hình vẽ này em sẽ suy ra gì? Để hệ có nghiệm thì 1 phải nhỏ hơn trừ m trừ 2 trên 3 hay tương đương với, ta đẩy 3 lên đây nhân cả hai vế đi dương 3 thì dấu của nó không có gì thay đổi cả, tương đương với 3 nhỏ hơn trừ m trừ 2 hay tương đương với ta đẩy 3 sang phía bên phải rồi đẩy m sang phía trái sẽ được m nhỏ hơn trừ 5. Vậy với m nhỏ hơn trừ 5 thì hệ đã cho có nghiệm nhé. Vậy với m nhỏ hơn trừ 5 thì hệ đã cho có nghiệm, và cụ thể là nghiệm của nó là tập F nằm trong khoảng từ 1 cho đến trừ m trừ 2 trên 3. Từ 1 đến trừ m trừ 2 trên 3. Ta xét thêm cái hệ nữa này. Đầu bài cũng là tìm m để cho hệ sau có nghiệm. X trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng 0 này, m cộng x lớn hơn 1 thì lúc này nó sẽ tương đương với gì? X nhỏ hơn hoặc bằng 2 này, ở dưới ta sẽ được là x lớn hơn 1 trừ đi m. Đấy, lại là một trường hợp nhỏ hơn, một trường hợp lớn hơn. Thì lúc này cách thức tốt nhất là ta vẽ ra cái trục số. Đây là mốc 0 này. M nhỏ hơn bằng 2, ta lấy 2 ở đâu đó. Rồi lấy ngoặc vuông. Ta loại đi những cái m lớn hơn 2. À xin lỗi, cái x lớn hơn 2. Đấy. Nghiệm của cái bất phương trình dưới sẽ phải ra sao? Bất phương trình này luôn có nghiệm rồi đúng không? Nghiệm của nó 1 trừ m. Thế nhưng mà em thấy này, lớn hơn bằng 1 trừ m, thế nếu 1 trừ m mà chạy từ 2 trở đi, em hình dung là nếu chạy từ 2 trở đi, nếu đây là 2 thì cái phần dưới này chúng ta xóa hết, thế vậy thì chẳng có cái x nào thỏa mãn cả. Nếu mà 1 trừ m mà lại nằm phía trên này nữa
tức là lớn hơn 2, thì chúng ta gạch hết cái phần dưới thì đi. Thế thì rõ ràng cũng chẳng có cái x nào thỏa mãn. Vậy thì để cho có cái x thỏa mãn thì buông phải xảy ra cái kịch bản là 1 trừ m phải nhỏ hơn hoặc bằng 2. À xin lỗi, nhỏ hơn 2 nhá. Đây ở đâu m, 1 trừ m sẽ ở đâu đó phía dưới so với a này. Đấy, thì đây mình thấy 1 trừ m đây. Thế ta xóa cái phần dưới này đi. Thì bất phương trình sẽ hệ bất phương trình sẽ có nghiệm x chạy từ 1 trừ m cho đến 2. Ta viết này, để hệ đã cho có nghiệm thì 1 trừ m phải nhỏ hơn 2 tương đương với m lớn hơn trừ 1. Và ta dẫn đến cái kết luận vậy với m lớn hơn trừ 1 thì hệ đã cho có nghiệm, lúc này tập nghiệm của nó là S bằng, em nhìn vào hình để đọc này, m trừ 1 cho đến 2. À xin lỗi, 1 trừ m, 1 trừ m cho đến 2. Ta lấy cả 2. Đấy. Ta sang tiếp cái ví dụ số 3, có phức tạp hơn đôi chút. Ví dụ 3, tìm m để mỗi hệ bất phương trình sau đây vô nghiệm. Thì tóm tắt này, m vào phải chấm để các hệ sau vô nghiệm. Hệ thứ nhất này là 2x cộng 7 nhỏ hơn 8x trừ 1 trừ 2x cộng m cộng 5 thì lớn hơn hoặc bằng 0. À, ta cứ giải lần lượt từng cái hệ một nhá. Cái hệ này sẽ tương đương với này. À, chúng ta chuyển 2x sang, hay là chúng ta chuyển 8x sang được sẽ là thành trừ 6x này. Trừ 6x, rồi chuyển 7 sang sẽ là thành nhỏ hơn trừ 8. Đó. Trừ 2x lớn hơn trừ m trừ 5, hay tương đương với ở cái thứ nhất ta chia cả hai vế cho trừ 6 thì dấu của bất phương trình phải đổi x lớn hơn trừ 8 trên trừ 6, tức là lớn hơn 8 trên 6. 8 trên 6 thì bằng 4/3. Ở cái dưới chúng ta chia cả hai vế cho trừ 2 thì dấu của bất phương trình phải đổi, nó sẽ chuyển thành gì? Nhỏ hơn. Đấy. Nhỏ hơn bao nhiêu? Nhỏ hơn trừ m trừ 5 trên 2, hay là viết thành m cộng 5 trên 2. Như vậy, như vậy là lại rơi vào cái kịch bản như ở dưới đây, là một cái thì lớn hơn, một cái thì nhỏ hơn. Thế thì lúc này nó cũng có hai con đường, hoặc là có nghiệm hoặc là vô nghiệm nhé. Chúng ta lại vẽ lên ở cái bất phương trình 1, nghiệm của nó là x lớn hơn 4/3, ta lấy áng chừng đâu đó là 4/3 là cái phần lớn hơn không là được. À, chúng ta lấy lớn hơn, chúng ta dùng khoảng nhỏ. Còn phần dưới nhỏ hơn 4/3 ta bỏ. Ta lại vẽ cái trục số thứ hai giống thẳng cái mốc không xuống dành cho cái bất phương trình 2. Nhưng cái bất phương trình 2 này nghiệm của nó chưa cụ thể. X nhỏ hơn m cộng 5 trên 2, nhưng m chưa cụ thể mà. Thế thì ta khảo sát các giá trị của m này. Nếu mà m cộng 5 trên 2 mà nhỏ hơn 4/3 nhá. Ví dụ nó ở đây chẳng hạn. Đấy, thế thì đây là m cộng 5 trên 2 thì có phải toàn bộ phần trên đây ta xóa đi không? Đấy. Chứng tỏ lúc này không có cái x nào thỏa mãn cả hai cả. Đấy. Thế thì ta xét đến cái kịch bản là m cộng 5 trên 2 đúng bằng 4 phần. Đúng bằng 4/3. Đấy. Thế thì lúc này rõ ràng cũng không có cái m, không có cái x nào thỏa mãn. Còn nếu m cộng 5 trên 2 mà lớn hơn 4/3, đây, ta áng chừng cho nó lớn hơn ở một cái vị trí nào đó, 5 trên 2 lớn hơn 4/3. Cái này, ta lấy từ âm vô cùng cho đến m cộng 5 trên 2 còn phần lớn hơn ta bỏ đi. Như vậy là rõ ràng là sẽ có những cái x
chạy từ 4 phần 3 cho đến m cộng 5 trên 2 là nghiệm. À, như vậy, tóm lại là với cái yêu cầu nộp bài là làm cho hệ vô nghiệm thì m sẽ phải, xin lỗi, m cộng 5 trên 2 sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 4 phần 3, tức là cái mốc này là phải chui từ đây xuống. Đấy, đúng không? Tôi nói này, để hệ vô nghiệm thì m cộng 5 trên 2 phải nhỏ hơn hoặc bằng 4 phần 3. Đấy, nên thì dễ rồi đúng không? Chúng ta sẽ nhân cái này lên thì sẽ tương đương với m cộng 5 nhỏ hơn hoặc bằng, nên cả hai vế với 2 thì dấu vết phương trình không có gì thay đổi, 8 phần 3 hay tương đương với m nhỏ hơn hoặc bằng 8 phần 3 và trừ đi 5 tức là 15 phần 3 đấy, thì nó sẽ là trừ 7 phần 3. Đấy, và ta kết luận là vậy, với m nhỏ hơn bằng trừ 7 phần 3 thì vậy, với m nhỏ hơn bằng trừ 7 phần 3 thì hệ đã cho vô nghiệm. Ta xét cái hệ thứ hai. Cũng là tìm m để hệ sau vô nghiệm. Hệ này là x trừ 3 tất cả bình lớn hơn bằng x bình cộng 7x cộng 1 2m trừ 5x nhỏ hơn hoặc bằng 8. Thoạt nhìn thì em cứ tưởng là cái bất phương trình thứ nhất này là bất phương trình bậc 2, nhưng không phải đâu. Nếu em rút gọn một chút, ta sẽ là bất phương trình bậc nhất đấy. Cái này triển khai ra ta sẽ có là x gì? X bình trừ đi 6x cộng 9 lớn hơn hoặc bằng x gì? Bình cộng với 7x cộng 1. Còn ở dưới chúng ta sẽ được gì? 2m trừ 8 thì nhỏ hơn bằng 5x. Hay tương đương với này, x bình với x bình ở đây là hết, chuyển 7 sang em sẽ được trừ 6x trừ 7x thành trừ 13x, đúng không? Đến lớn hơn và chuyển 9 sang thì 1 mà trừ đi 9 thì còn trừ 8. Ở cái bất phương trình thứ hai để chúng ta chia cả hai vế cho 5 thì dấu của nó không có gì thay đổi cả, ta viết lại thành x lớn hơn hoặc bằng 2m trừ 8 chia 5 hay tương đương với x nhỏ hơn hoặc bằng, nhớ là ở đây chúng ta chia cả hai vế cho trừ 13, một khi mà chia cả hai vế cho một số âm thì dấu của bất phương trình phải đổi, nhỏ hơn hoặc bằng trừ 8 phần trừ 13 hay là 8 phần 13. Còn ở dưới sẽ là x lớn hơn hoặc bằng 2m trừ 8 phần 5. Đấy, nó giống như cái kịch bản này chúng ta vừa mới chỉ ra đây. Thế lúc này chúng ta lại dùng cái phương pháp vẽ cái trục số. Đây là mốc 0, 8 phần 13 ở một khoảng nào đấy. Đấy nhá. Thế thì như vậy em thấy là cái bất phương trình thứ nhất là lấy tất cả những x nhỏ hơn hoặc bằng 8 phần 13 à, thì lớn hơn bằng 8 phần 13, lớn hơn 8 phần 13 chúng ta bỏ 8 phần 13 nhé. Đấy, kinh nghiệm của cái bất phương trình thứ hai em thấy này là nó lớn hơn bằng cái mốc là 2m trừ 8 trên 5. Thế 2m trừ 8 trên 5 là sửa ở đây chẳng hạn, đúng không? Thì cái phần dưới này sẽ gạch đi, thì bất phương trình lúc này vẫn có nghiệm nằm trong khoảng từ 2m trừ 8 trên 5 cho đến 8 phần 13. Đấy. Còn nếu nó đúng bằng 2m trừ 8 trên xin lỗi, 2m trừ 8 trên 5 đúng bằng 8 phần 13 thì lúc này nó có một nghiệm duy nhất, một cái điểm, một cái giá trị x duy nhất đúng bằng 8 phần 13, thỏa mãn. Còn nếu cái mốc 2m trừ 8 phần 5 trên đây thì chúng ta sẽ gạch hết cái phần này đi. Em nhận thấy là
Nếu mà 2m trừ 8 phần 5 mà lớn hơn 8 phần 13 thì chắc chắn lúc này cái hệ sẽ vô nghiệm, vì không thấy một cái x nào mà thỏa mãn cả cái bất phương trình 1 lẫn bất phương trình 2 này cả. Thế nên nhìn vào cái sơ đồ này chúng ta sẽ đọc được là gì? Để hệ vô nghiệm thì sao nhỉ? Thì 2m trừ 8 phần 5 sẽ phải lớn hơn 8 phần 13. Hay ta giải ra để tìm m này, 2m trừ 8 lớn hơn, ta nhân với 5 và 2 vế, nhân 2 vế với số dương 5 thì dấu của nó không có gì thay đổi. 8, 5, 40, 40 phần 13. Hay là 2m lớn hơn 40 phần 13 mà cộng với 8. Thì 8 chúng ta sẽ biết là 8 nhân với 13 thì 8, 3, 2, 4 với 4 nhân 2, 8, 1 là 8 nhân 2 là 10 phần 13, tức là 144 phần 13. 144 phần 13. Đây là cái phần để viết ra nháp nhé. Đó. Thế thì tương đương với m lớn hơn, ta chia cả hai vế cho 2 đi thì sẽ được 77 phần 10 phần 13. Ta kết luận là vậy. Với m lớn hơn 77 phần 13 thì hệ đã cho vô nghiệm. Như vậy là chúng ta đã kết thúc các cái ví dụ và lý thuyết về biện luận hệ bất phương trình bậc nhất một lần. Đây chỉ là những cái lý thuyết cơ bản và những cái bài tập rất cơ bản về chủ đề này. Để theo dõi nhiều hơn, đầy đủ hơn các cái bài tập về bất phương trình cũng như là hệ bất phương trình và rất nhiều các cái chuyên đề khác nữa thuộc chương trình toán của lớp 10, thì em hãy truy cập vào cái website. Nó có địa chỉ là Nguyễn Văn Tây school.blog.com. Nếu vào đường link này có vấn đề gì nhé, thì em hãy vào cái đường link dự phòng là rồi, đọc lại các em ở các video sau.